Như thường lệ thì từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp âm lịch, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như là thịt heo, thịt gà và các sản phẩm chăn nuôi sẽ được tiêu thụ mạnh. Dự báo trong những ngày tới, sức mua của người tiêu dùng sẽ tăng từ 20 đến 30%. Để có thể đảm bảo nguồn cung thực phẩm Tết Quý Mão, các doanh nghiệp chăn nuôi, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp, vừa kích cầu mua sắm Tết, vừa đảm bảo bình ổn giá cả thị trường. Tại một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố Nha Trang, những ngày qua không khí mua sắm Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Theo đại diện các đơn vị kinh doanh, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch, sức mua nhiều mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đã tăng mạnh so với ngày thường. Đến thời điểm hiện tại là đã tăng hơn so với những ngày thường. Hiện tại thì công ty cũng đã chuẩn bị những nguồn hàng rất là sẵn sàng để phục vụ cho bà con trong những dịp Tết. Hiện tại cửa hàng ở đây của chúng tôi hiện tại đang một ngày cung cấp khoảng 15 con heo đang cho khách hàng, vừa cả khách hàng sỉ và khách hàng lẻ. Thì chúng tôi dự kiến từ đây cho đến ngày 30 Tết là ngày bán hàng cuối cùng ạ, dự kiến thì chúng tôi sẽ tăng lên khoảng 30%. Ngoài sản lượng thịt gia súc gia cầm, các sản phẩm chăn nuôi cũng đã được tiêu thụ mạnh trong những ngày qua. Dù sức mua đang tăng cao do nhu cầu sắm Tết sôi động, nhưng hầu hết các cửa hàng thực phẩm hiện nay trên địa bàn thành phố Nha Trang đều dồi dào nguồn cung nên chưa xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Đối với sản phẩm trứng gà, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, cửa hàng này đã chủ động nguồn hàng từ 7.000 tới 10.000 quả một ngày. Không chỉ chuẩn bị sẵn số lượng hàng hóa, hiện nay các đơn vị còn chủ động giữ bình ổn về giá cả đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Chủ yếu giờ tôi chỉ mua thịt heo với trứng, với lại những cái thứ mà mình tiêu thụ, chẳng hạn như là hoa quả, ngũ quả đó. Giá cả là nó ổn định, không có tăng. Từ xưa giờ tôi mua ở đây là tôi thấy Tết rồi, sáng giờ tôi mua cũng nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy em có tăng. Là một trong những doanh nghiệp cung ứng sản lượng thịt lợn lớn tại Khánh Hòa, hiện nay mỗi ngày doanh nghiệp này cung ứng ra thị trường từ 600 tới 800 con lợn. Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, sản lượng có thể tăng thêm khoảng 30%, tương ứng mỗi đơn vị đưa ra tiêu thụ từ 900 tới 1.100 con lợn. Nhu cầu dùng cái sản lượng thịt heo tăng từ 30 đến 50% vào cuối năm và dịp Tết. Thì với cái tình hình thần đó thì công ty đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nhập heo con cho đến khi nuôi xuất bán vào cái dịp cận Tết. Hiện tại, những doanh nghiệp chăn nuôi trong tỉnh Khánh Hòa cũng đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khử khuẩn, vệ sinh chuồng trại, xây dựng kho trung chuyển vật nuôi nằm xa khu vực chuồng nuôi và ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, góp phần đảm bảo các vấn đề về an toàn thực phẩm, phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.